Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Thái Bình. Alo, Thái Bình đâu ạ? Dạ vâng, em nghe đây ạ. Rồi, Em chào xin bạn. chào chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Băn khoăn của bạn là gì vậy? Dạ em cũng theo dõi Cửa sổ tình yêu lâu lắm rồi mà em cũng muốn là nói chuyện với chuyên gia để hỏi về. Hôm nay em lên chương trình là em có hai vấn đề để hỏi. Rồi, Cái bạn thứ nói đi. nhất là con trai em năm nay 15 tuổi thì ngoài còn bé thì cháu cũng bình thường thôi, nhưng mà bây giờ kiểu lớn lên rồi đấy, cháu cháu học thì cũng cũng được giỏi mà năm nay lớp 9. Mà vấn đề của cháu là cái kiểu là nó cứ kiểu là nhút nhát ấy. Nhút nhát là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kiểu là nó cái kiểu nó nói nó cứ ẻm ẻm ấy. Xong là cái tai nó khi nó nói một cái câu chuyện gì tai nó đưa đẩy giống kiểu là nữ giới. Trông nhìn hơi Thì ái bây giờ ái đúng không? em muốn là chuyên gia tư vấn cho em là em muốn là chuẩn bị là cháu nó thi Khoảng 10. thi thi vào lớp 10. Vâng. Xong rồi thì em sẽ cho cháu đi khám xem để về cái tâm lý của gia đình xem là cháu nó như thế nào về vấn đề giới tính. Rồi. Đấy. Năm nay Thì bây giờ em 15 muốn tuổi là cậu ấy dạ. cao mét mấy rồi? Năm nay cháu cao 1m62 rồi ạ. À, thế là cũng thế vào dậy thì chưa? Mày có biết không? Nói chung là nó vỡ giọng. Rồi, có vỡ giọng. Vâng, vỡ giọng thì lông chân lông tay thì nó cũng mọc nhiều như kiểu là đàn ông khác, phần lông mắt thì đang thì mọc. Rồi, tức là mày Mà cũng về hơi cái theo vấn dõi một đề chút sinh đấy. hoạt thì em hỏi cháu là vậy thì sinh hoạt của con thì nó hai quả nó có bằng nhau không hay như thế nào, thì nó bảo là hai quả của con bằng nhau mà nó cũng sẽ xảy ra thì nó cũng chỉ nói thế thôi. Thì em Chẳng lẽ nó lại chỉ vạch ra hỏi cho là mẹ xem rồi có bằng nhau hay không? thì cái sự hiểu biết của mình thì theo Rồi, như thế thì tóm lại là cũng cậu cũng trai hỏi nhà thêm mình cảm 15 tính. tuổi qua Vâng. theo dõi của mẹ thì thấy cậu ấy hơi nhút nhát và hành vi Vâng. thì hơi ẻo lả, đúng không? Và Vâng, mẹ đang vâng. nghi ngờ giới tính của cậu ấy xem là có đàn ông thực sự hay không, đúng không? Hay là ái Vâng ái thì ái em ái, đúng không? vâng bây giờ em muốn đi kiểm tra thì nên kiểm tra ở bệnh viện nào đấy cho cháu, Rồi. để gia đình còn cái tâm lý của gia đình và cho cháu biết cái tâm lý đấy, để Rồi. xem là cái giới tính của cháu như thế thì đi khám như thế nào để Này xem bây giờ nó có nhiều có bạn bè can không? thiệp được không ạ. Nó có nhiều Dạ bạn bè không? nó chơi với bạn bè thì ngày trước thì khoảng lớp 4, lớp 5 thì nó chơi cả với con trai, nhưng bây giờ thì kiểu là tính nó nhút nhát thì nó lại cứ hay chơi với con gái nhiều hơn chơi con trai ạ. À, nhưng mà vẫn có bạn Dạ trai đúng không? Và cũng số vâng lượng vẫn bạn có gái bạn thì nhiều trai hơn bởi nhưng vì mà nó ít nói giống như bố. Vâng. À, thế thì giống với bố nó à? Thế bố nó hành vi của bố nó có bình thường không? Bố vẫn bình thường, bố Mẹ thì kiểm tra thường xuyên không đi đấy? vâng bố đi làm đi công tác thì vẫn ấy mà vẫn bình Rồi. thường. Rồi, bây giờ những cái lo lắng của bạn sẽ được anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình chia sẻ nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Dạ vâng. Rồi, xin chào mẹ trẻ. Dạ vâng em xin chào anh ạ. Thằng cu Vâng. 15 này của mình là bé hay là lớn? Đã có cháu nào lớn chưa? Em thì có một cháu gái lớn là năm nay 24 tuổi rồi anh ạ. À, thế Cháu à. đi học đại học và À, đi làm rồi. rồi Còn bây rồi giờ là rồi. đứa thứ hai nhà em ạ. Ở nhà bây giờ là chỉ có hai mẹ con, thế mình ở với ai nữa không? Bố nó đi công tác xa đúng không? Ồ, vâng. Bố thì công tác xa còn hai mẹ con ạ. Nhà thằng cu có phải làm việc gì không? Có được chiều lắm Nói không? chung là bây giờ thì cháu cũng đi học mà cũng cũng cực chiều, bởi vì là nó có một mình nó là con trai mà ở với mẹ thì Rồi, một mình là con công trai việc ở với của nó thì mẹ chỉ phải có đi vào bảo học hết thôi, rồi. không có đi Ngoài làm cái nữa. việc mà đi làm, à quên, đi học ra thì con có được đi chơi đi biết gì không? Đội bóng, đội biết với bạn ở trong xã, trong xóm, hay là nó có đi bơi, nó có tắm sông, tắm xiếc? Tóm lại là nó có ngổ ngáo hay là được chơi, hay là cứ thò ra nắng mẹ lại quát đi vào trong nhà trời nắng, hay là Ừ, đi anh chơi? ơi,
em tâm sự với anh thế này, ngày trước thì cháu nó lớp 4, lớp 5 ấy thì nó vẫn chơi với con trai. Có một lần là cô mắng quá thì từ ngày đấy thì nó không đi hay đi chơi con trai nữa. Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì em quan sát là có một cái thời điểm đấy là bạn nó bị đuối nước đấy, ở mùa hè thì là nó đi đưa bạn nó thì là em lúc đấy em mới nhìn thấy con em thì lúc đấy là trong lòng em nó bắt đầu là cái cảm thấy là người ta nói là đúng, là bởi vì là nó đi đưa bạn nó trời nắng ấy thì nó cứ đến chỗ con gái nó ngồi, mà nó ngồi nó không nói không rằng không gì cả, nó rất là hiền và ngoan. Vậy được rồi, biết không rồi, biết rồi. Con trai. Dạ, vâng. Còn trước hết đến, trước hết phải nói thế này. Đến thời điểm bây giờ thì em khuyến khích cho nó đi chơi với con trai, em bảo là bây giờ con cứ mỗi lần con đi chơi với bạn trai, đi đá bóng hoặc là đi bơi, đi học bơi hoặc đi cái gì là mẹ khuyến khích cho mỗi lần đi này cho mẹ cho 10.000, nhưng nó vẫn không đi, nó không đi. Nhưng mà khi nào hoạt động thiếu niên trong hè đấy thì nó vẫn đi nhưng mà nó chỉ tới con gái thôi. Biết rồi, thứ nhất là mẹ ơi, mẹ để tôi nói cho nghe đã này. Con trai mình đang tuổi lớn mà nó chơi với bạn gái thì làm sao bây giờ mình thích nó chơi với thằng bạn trai rồi nó đưa về nhà nó ngủ à? Mẹ cứ đi khuyến khích là mỗi lần đi chơi với trai mẹ cho 10.000, bây giờ nó chơi một ngày 10 thằng được 100, có mà kiếm ăn quá dễ, buồn cười nhỉ. Thứ nhất, con mình đang ở tuổi dậy thì nó còn phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, nó còn đang trông chênh chưa rõ ràng. Con nhà mình phát triển thấy rằng là bộ phận sinh dục được, mình đẻ nó ra mình biết nó là nam. Bây giờ lông gì mẹ cũng khám phá được rồi, lông nách, lông mu đều mọc được mình rồi. Hai hột, hai hiếc cũng phát triển. Về mặt giới tính, nó là nam, nhá. Có đi khám bệnh viện gì thì người ta cũng soi đến thế thôi. Người ta cũng bảo nó là nam rõ đây rồi. Ra bảo bây giờ như vậy tự nhiên em đẻ ra con trai, nhưng bây giờ là càng ngày nó càng tụt vào trong, bây giờ em chả nhìn thấy nó đâu. Hoặc là tự nhiên trước thì hai hột, bây giờ nó biến đâu sạch ấy. Thì nó có những cái dấu hiệu như thế thì mình mới đáng lo. Còn hiện nay con mình nó là con trai về mặt cấu trúc sinh học nhá. Còn thì nó thích chơi với con gái, nó hiền lành, nó ít nói, nó vừa nói nó lại vừa vung tay, có vẻ nó lại ẻo lả. Thì rồi mẹ nghĩ ngay đến chuyện hay nó là đồng cô, nó hay là PD, hay nó là gay gì đấy, đúng không? Bởi vì đây là do sản phẩm của truyền thông, mẹ cũng chịu khó đọc, mẹ cũng nhìn thấy ở đây ở đó, cho nên mẹ nghi cũng tốt. Nhưng mà chưa kết luận được điều gì nhá. Rất là anh nhiều ơi, người... Là... Cái gì? Vì là cháu đi chơi, đi học hay đi gì đấy thì là bạn bè nó cứ bảo cái thằng ái. Nên là gia đình nghe cái câu đấy và cháu nó nghe cái câu đấy nó cũng buồn. Nó muốn là thôi thì cháu biết là ái hay là không ái. Thì hè này là cháu đợi, em đợi cháu là nó thi xong lên lớp 10. Chẳng có bệnh viện nào có thể tìm ra được cậu ấy có ái hay không ái đâu bạn ạ. Tôi nói cho thế bảo được mẹ cứ ấy, tôi nói rằng là về mặt thể chất là mình biết và con nó cũng biết và nó đang là một chàng trai. Thế còn hành vi thì nó chưa nói lên được điều gì cả. Rất nhiều người đàn ông trông gọi là cao to đen hôi, vạm vỡ, giọng nói ồm ồm, nhưng mà vẫn có thể là người đồng cô đồng tính. Ngược lại thì cũng rất là nhiều các ca sĩ nam ấy, hoặc là rất nhiều người ta nhỏ nhẹ, người ta bóng bẩy, người ta nhẹ nhàng, nhưng mà người ta lại là đàn ông. Thế cho nên là cái giọng nói hay là cái vung tay nó chưa nói lên được điều gì. Nếu như sau này con nó đến 16, 17, 18, một ngày nào đó nó thú nhận mẹ ơi con không thích bạn gái, mà con bây giờ con rung động với một bạn trai lớp trưởng, con chỉ muốn là sau này con không lấy vợ đâu, con sẽ biết là nhà mình có một mình là con trai nhưng mà con là người đồng tính, con yêu bạn ấy. Cái đồng tính, cái ái hay là gì không thì người trong cuộc biết. Và bạn ấy đang ở giai đoạn bạn cũng chưa biết bạn ấy là ai. Hãy chờ thời gian. Bây giờ đưa lên bệnh viện thì đầu tiên người ta cũng bắt bỏ quần áo ra thì kiểm tra, đúng không? À thì đây, dương vật đây, tinh hoàn đây, lông đây. Thì họ bảo là thằng con trai. Không có bất cứ một bệnh viện nào có thể kết luận rằng là con nhà chị thế nọ, con nhà chị thế kia. Nếu là đồng tính, nếu là ái, tất cả nó là yếu tố tâm sinh lý, nó tương đối phức tạp. Và phải chờ đến lúc mà người trong cuộc tự khám phá, tự nhận ra nhá. Đừng có can thiệp rồi thành nhá lợn lành hóa lợn què, lôi con đi xong kiểm tra xong rồi đầu mình lại khẳng định. Người ngoài người ta nói nó là cái gì không bằng mẹ. Ôi con ơi kệ người ta,
con thế nào mới là quan trọng. Bây giờ con cứ thế này, con cứ thế kia, ngoài đi học ra rảnh rỗi con ở nhà con giúp mẹ, bố đã đi mắng rồi, chị đi đại học rồi, lau nhà đi, quét nhà đi, cuốc vườn đi, nhổ rau đi. Đi đâu đấy thì cũng đừng có giám sát kỹ nó. 17, 18, 14, 15 rọi mẹ cứ suốt ngày kiểm tra xem lông mọc được đến đâu ấy, thì nó cũng thằng con trai rồi, nó phải có cái sự, mẹ con thì cũng nên có những cái sự gọi là giới hạn, chứ không phải là mình là mẹ mình bảo là tao đẻ ra mày tao sợ gì, xong rồi con đang tắm ở trong nhà vệ sinh mẹ xông vào mà bảo là tao kỳ lưng cho, cũng không nên nhá. Kể cả bố cũng thế, các bố mà có con gái 15, 16 ấy cũng nên giữ gìn những cái khoảng cách nhất định. Chứ mà rồi nó phải biết ngượng, nó phải biết nó là con trai, nó sẽ phải xấu hổ trước những người khác giới, kể cả mẹ, thì nó mới phát triển được chuẩn. Chứ cái sự can thiệp hay yêu thương hay chiều chuộng hay gần gũi quá của người mẹ cũng làm cho nó hơi lệch lạc một chút trong cái hành vi ứng xử của các con trai của mình nhé. Rồi, bà đã nghe rõ những lời Nhưng chia mà sẻ anh của ơi, anh Đinh Đoàn rồi chứ? bây giờ em hỏi là cái thằng con ấy nhà em thì nó cũng nhát lắm, nhưng mà đến 15, 17 tuổi như nó, cái giới tính của nó không rõ ràng, nó không thú nhận thì mình phải làm sao Nó không thu nhận, chẳng nhẽ mình đè nó ra mình bắt là mày phải nhận, mày là đồng tính à? Ơ hay Phải nhỉ. bây Thấy giờ là ví dụ rất như là khó có bạn ạ. nên bệnh Nhá. viện thì có cái cách gì để Không có can bệnh thiệp viện được nào không có ạ? thể phát hiện ra cậu ý là người đồng tính hay là không phải người đồng tính. Chỉ Vậy bây có giờ thể phát hiện ra anh cậu là ơi. nam hay là nữ thôi. Nhá, xin chào Bây bạn, giờ cảm ơn anh Đinh Đoàn nhá. Các bạn thân mến, bây giờ thì em. chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại cuối cùng, đó là cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Xin chào một khán giả gọi đến từ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Dạ, em chào anh ạ, em ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Chào bạn. Anh cho em hỏi về sức khỏe tí ạ. Rồi, bạn nói đi. Em mới em ba đứa con sinh năm sinh năm 82 là năm nay 41 rồi, mới đứa đứa cháu đầu là 21 tuổi, đứa thứ hai là 5 tuổi, mà em mới phát hiện ra là em có bầu được 7 tuần mà em không để được cái em đi tư em bỏ, mà bác sĩ cho em bảo là vừa nạo vừa uống thuốc, mà sao em thấy bác sĩ hút mà sao thấy về không có ra máu, cho uống thuốc 5 ngày, thế em về em uống, hôm nay là ngày thứ 4 rồi, cái nó ra một ít máu bầm bầm á, là liệu có thai có còn hay là sao không bác? Tức là bạn bỏ thai là được bao nhiêu ngày rồi? Được từ hôm tối thứ sáu, là thứ sáu thứ Khoảng 5 bảy chủ ngày đúng nhật không? thứ hai, hôm nay là ngày thứ năm rồi. 5 ngày rồi đúng không? Dạ Thế và bạn cứ kỳ vọng là sau khi bỏ thai nó phải ra máu ồ ạt à? yeah. Tại vì khi lần đầu em tới em hỏi thì bác sĩ nói là mấy ngày đầu là ra máu nhiều lắm, uống thuốc À, là thế ra và máu bạn lại nhiều không lắm, thấy điều đó, đâm ra xong rồi khiến nó lo rong lắng đúng kinh cỡ 10 ngày. không? Mà em thấy mấy đứa bạn của em hồi xưa trước bữa cũng đầu nó cũng ra máu nhiều lắm, xong rồi ra cái cục gì á, mà em thấy em không ra máu, mà khi mấy ngày đầu em thấy hiện tượng cũng đang nghiến nghiến, cũng muốn không muốn ăn đi, nhưng mà đầu á Rồi. em lo em cũng không biết là sao, nên em mới hỏi bác sĩ là cái đó là do từng người hay là làm sao, mà em thấy bác thấy thấy bác sĩ hút cũng có một chút máu bầm mà, nên cái lọ đưa cho em đem về thôi, còn Rồi, về không thế ra bạn máu, hôm nghĩ nay nó tự phải to dưng lắm à? Thai mấy à tuần bốn thì năm bị ngày rồi mới ra một ít máu thâm thâm, cho nên em tự hỏi thử thai mấy tuần rồi thì bỏ. sao 7 tuần là đang còn nhỏ Đúng phải không rồi, anh? rất nhỏ luôn ý nhá. Dạ Thứ hai nữa là có về là hút là ra một chút thôi, là như rồi, vậy là bạn kể bình lên thường ba không lần anh? cái chuyện hút ra một tí chút rồi nhá. Chúng tôi đã hiểu câu hỏi rồi nhá. Anh cho em gặp bác sĩ Hoàng Thúy Hải à? Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Chị chào em. Dạ em chào chị ạ. Chị có nghe câu chuyện của em với cả anh Văn từ đầu đến giờ rồi nhé. Dạ. Thế quan trọng là lúc mà em đi hút ý, thì chị không biết là bác sĩ có siêu âm cho em chưa? Có Và nhỉ. khi siêu âm thì có nói là thai đã làm tổ ở trong tử cung không? Thì em đi siêu âm. Dạ.
Em đi siêu âm thì nói là thai 7 tuần rồi ạ. Chỉ có nói vậy thôi rồi có tim thai thôi. Thế hả? Dạ. Có tim thai thì có thể là nó đã làm tổ ở Làm trong tử tổ. cung rồi, bởi vì là chỉ khi thai làm tổ ở trong tử cung thì mới có thể áp dụng được các cái biện pháp đình chỉ thai nghén. Thế của em thì bác ý lại vừa áp dụng là cả phương pháp hút, xong rồi chị lại thấy nói là cho thuốc nữa, tức là lại dùng cả thuốc à? Hay thế Dạ, nào? cho thuốc 5 ngày em về em Cả thuốc uống, kháng sinh hay là kháng sinh? hôm Kháng nay sinh à? em uống Thế là ngày à? thứ 5 rồi ạ. Tại vì Xong là phẫu đã thuật. hút rồi xong thì lại cho thuốc nữa, bởi vì là có thể là những trường hợp thai nhỏ người ta cũng có thể áp dụng biện pháp tránh thai, biện pháp đình chỉ thai nghén bằng thuốc Dạ cũng có vâng. thể được. Tuy nhiên trong trường hợp của mình thì như thế này, thứ nhất là mình cũng 41 tuổi rồi á, Dạ. cho nên là cơ thể cái nội tiết của mình nó cũng không được như trước, và có thể nó cái đáp ứng với cả cái phương pháp đấy của mình thì cũng không biết rõ là nó có được 100% hay không, hay nói cách khác là đã ra được thai chưa. Cái đấy mới là cái mình lo nhất đúng không? Dạ Vậy đúng rồi thì ạ. bây giờ thì em có thể đi kiểm tra lại đi. Em tới lại cái bác sĩ mà chỗ em thực hiện cái biện pháp đình chỉ thai nghén ý để người ta kiểm tra lại cho em nhá. Có thể là hoặc là em có thể cẩn thận hơn thì em có thể mua một cái que thử thai ý, Dạ. và mình thử xem là nó đã về âm tính chưa, tức là một vạch chưa hay là nó vẫn hai vạch nhá. Dạ. Thì nếu mà nó vẫn hai vạch thì có nghĩa là mình vẫn đang có thai, hay nói Dạ. cách khác là mình hút chưa được. Thế còn nếu như mà nó về một vạch thì có thể tạm gọi là yên tâm. Thế Dạ. và nhưng tốt nhất là mình vẫn phải nên quay lại cái chỗ bác sĩ mà làm cho mình, bởi vì là khi mình làm thai nó rất là nhỏ, vì thế nên quay lại đấy để bác sĩ kiểm tra lại cho mình một lần nữa, siêu âm cho mình lại để xem là nó kiểm tra xem nó như thế nào thì chị nghĩ là yên tâm hơn em ạ. Em cũng có hỏi mà bác sĩ nói hết rồi mà em xương ra máu là tốt, thấy bác sĩ nói vậy cho nên là mà về em lại thấy sao mà thường Rồi, thường thôi là cứ sau một bỏ thai tuần, là sau một tuần thì kể cả tốt hay không thì mình có hay không thì mình cũng nên đi siêu âm kiểm tra lại cho nó yên tâm. về cơ bản thì nên siêu âm lại nhá bạn nhá. Dạ. Và cái chuyện mà có ra máu hay không ra máu thì chắc chắn là nó cũng phải tùy từng cơ địa mỗi người khác nhau mà nhá, đừng quá lo lắng, để Dạ giải anh, tỏa cái lo lắng của bác mình sĩ tốt ví nhất là đi dụ khám thai lại 7 tuần, nhá. ví dụ có phải kiêng cữ gì hay là nó có sau này nó có ảnh hưởng gì không bác? Nói chung là cứ kiêng vài tháng đi nhá, Dạ cho an toàn nhá. dạ. Vừa mới Dạ đình em cảm chỉ ơn mà bác lại đình sĩ chỉ ạ. tiếp là rất nguy hiểm cho người phụ nữ Đúng nhá. rồi. Dạ. Dạ. Rồi, xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau. Còn bây Vâng. giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, Nam Định đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đây, câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của em là em muốn hỏi là hiện tại thì em mới quen một bạn trai được 6 tháng ạ. Nhưng mà em có nghĩa là em xác định là tại vì là cũng kết thúc cuộc hôn nhân đầu cũng được mấy trước đấy là được 2 năm, nhưng mà đến cuộc hôn nhân này à, đến cái cuộc cái chuyện tình cảm này thì chưa xác định là lấy luôn, nhưng mà cái ý là vấn đề là ở đây là cái anh này thì anh ấy rất là muốn đến với mình ấy, mà em lại có bầu, em có bầu nhưng mà em lại không muốn để, bởi vì em cũng chưa muốn là lập gia đình luôn lúc Rồi. này vì em vẫn còn một bé 6 tuổi. Với Rồi. lại là trong cái lúc mà hai người tìm hiểu nhau thì có một hai lần ấy, ý là anh ấy nói về cái vấn đề là ý là con riêng của mình, con trai của mình, thì anh cứ bảo là một hai lần thì anh có nói qua bảo là ý là để cho bố nó nuôi rồi mình chu cấp cũng được. Thế Rồi. tự nhiên nói như thế là em cảm thấy phân vân trong cái mối quan hệ này. Rồi. Thứ nhất là năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 32 ạ. 32 tuổi và đã ly hôn như bạn nói là 2 năm nay đúng không? Khi Vâng. cậu con trai của mình mới có 4 tuổi. Con trai từ lúc 4 tuổi ly hôn, bây giờ cháu 6 tuổi. Và bây giờ cháu chắc là đang học lớp 1 đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ thì lại có thai với kẻ cái chàng trai mà mình đang quen. Nói nữa là thật ra là vừa rồi
cái cách đây một tuần không có cãi nhau. Thì em ý là trong cái lúc mà đầu thì tâm trạng nó không bình thường cho lắm, thì cũng có cãi nhau xong rồi nói một vài câu. Thế là anh ấy cũng bảo là nếu vậy thì thôi tùy em ý là em để cũng được, em để cũng được. Tóm lại là cái thai trong bụng là anh ấy bảo là tùy, muốn giữ thì giữ mà muốn bỏ thì bỏ, đúng không? Vâng, thai được bao nhiêu tuần thì tuổi trong rồi? Lúc mình xúc động quá ấy, thì mình có đi bỏ rồi. Thế là bây giờ là em đã đi bỏ được một tuần, hơn một tuần nay. À, nhưng sức mà khỏe em thì rất thế là nào rồi? Suy nghĩ đắn đo vẫn tiếp tục, thì trong quá trình đấy dẫn dẫn nhau vừa rồi thì em cũng có làm lành, tại vì trong suốt hơn một tuần tự nhiên mình cảm thấy không biết nữa, thì tâm trạng nó linh tính, em không biết là liệu em có bị rơi vào cái tình trạng là bị trầm cảm hay không. Anh ý bao nhiêu tuổi? Dạ, anh anh chàng ý năm nay 35 tuổi. Thế mà cũng đã ly hôn vợ à? Vâng, anh ấy ly hôn và anh cũng có một đứa con gái 6 tuổi ở với mẹ. À, thế và chàng trai này cũng rất là thật thà là nói luôn cái mong muốn của mình là nếu mà có đi đến xa hơn là kết hôn chẳng hạn thì nên để cái cậu con trai mà bạn đang nuôi là để cho bố nó nuôi, đúng không? Vâng, ngoài nữa là em không muốn lên nhà anh ấy ở, anh ấy bảo là không ở chung với mẹ nhưng mà sẽ ở gần bố mẹ, cách nhà em chắc tầm 30-40 cây ấy, nhưng mà em cũng không muốn sống ở trên đấy, em lại muốn sống ở gần nhà bố mẹ em hơn ấy. À, ai cũng mong muốn là ở cùng gần bố mẹ mình chứ không phải là bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ, đúng không? Và bây giờ thì bạn đang băn khoăn về cái mối quan hệ này, đúng không? Vâng ạ. Mặc dù đã sau khi cãi nhau thì đã làm lành rồi. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào em. Mời em chào anh. Ừ, thôi câu chuyện cũ mà ly hôn rồi thì mình khép lại, đúng không? Bây giờ mình nói về cái chuyện là mối quan hệ hiện nay. À, ban đầu thì nghe cái chuyện là có thai thì cũng nghĩ rằng em băn khoăn về việc là có nên cân nhắc giữa để hay là bỏ, nhưng em đã bỏ rồi. Và tất nhiên thế này, một người phụ nữ sau khi ly hôn nuôi con một mình rồi lại làm quen với một người đàn ông rồi cũng đã ăn ở với nhau như vợ chồng đến nỗi có thai thì chắc chắn là khi chia tay cũng sẽ hững hụt. Mặc dù nghĩ đến chuyện xa hơn là hôn nhân thì mình còn quá nhiều điều phải đắn đo. Nào là cũng chưa hợp lắm, mình cũng chưa thấy quyết tâm lắm, rồi anh ta có vẻ lại muốn không muốn nuôi con mình, rồi lại cứ nặng nặc bắt mình theo ý anh ấy về quê, rồi tóm lại là nhiều thứ mà mình chưa thấy thật sự là thỏa mãn trong lòng. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì nó cũng có cái người đàn ông ở bên cạnh, nó không trông chênh, nó không trống trải. Thế cho nên là sau khi bỏ cái thai rồi, mình quay trở lại, mình lại thấy nhớ anh ấy, lại thấy gần. Và bây giờ thì nối lại, đúng không? Và vẫn ở trong cái tình trạng là còn nhiều thứ đắn đo và nhiều cái gạch đầu dòng chưa giải quyết được. Đúng ạ. Thứ nhất, trai thì không còn vợ mà gái thì đã ly hôn chồng. Các bạn có quyền ở với nhau, sống với nhau như thế nào là tùy, không vi phạm pháp luật. Đấy là việc đầu tiên của các bạn. Các bạn có thể dọn vào chung một nhà, chung sống, thuê cho nhà trọ, rồi đóng tiền và ăn ở như vợ chồng. Đấy là quyền của các bạn. Thế còn... có nghĩa là hiện tại thì anh ấy cũng vẫn qua từ chỗ em có mở cửa hàng nằm neo ấy, thì anh ấy vẫn ở, anh ấy thì lái xe bít Nam Định, thì anh ấy vẫn thường xuyên anh ấy ở lại đây thì cũng sống với nhau như vậy. Nhưng mà ý là sau khi mà bỏ cãi nhau xong rồi thì cảm giác thì anh ấy lại vẫn muốn nuôi cái ý định là muốn có con tiếp, bởi vì đấy là anh ấy cứ muốn là kết hôn sớm. Mà em thì thực sự là em muốn là tìm hiểu nhau thêm vài ba năm nữa. Đúng. Hoặc là nhưng mà anh ấy thì lại bảo là bây giờ anh ấy nhiều tuổi, anh bảo anh 35 tuổi rồi. Mà bây giờ có một đứa con thì nó ở với mẹ, thì tháng tháng anh vẫn chu cấp cho nó, rồi anh ấy hàng tháng anh vẫn đón nó vài ba lần, anh sang bên ngoại anh đón nó rồi. Hiểu rồi. Anh ấy vẫn quan tâm con này anh ấy lắm. Chàng trai 35 tuổi rất là muốn có gia đình, bởi vì bây giờ nó như là một thằng độc thân, một thanh niên độc thân. Đúng rồi ạ. Vợ không, con không. Thế nhưng mà bạn ấy muốn rằng là mình trả cậu con trai mình về cho bố nó. Thế là hai đứa đều độc thân dắt díu nhau đi và bắt đầu xây dựng một trang mới, không có vướng bận gì đến con cái, đúng không? Vâng. Cái việc anh mà anh muốn là anh ấy muốn có con nhưng mà lại mà muốn là em sinh con. Nhưng mà thực ra rồi em rồi biết rồi. Kiểu anh ấy rất là muốn có con nhưng mà lúc cãi nhau thì anh ấy lại không giữ, mà anh ấy lại biết kiểu anh ấy cãi nhau với mình anh cũng rất là bất cần, biết kiểu như thế. Xong rồi nhiều lúc chẳng biết là tại sao, trong vừa rồi em cũng có đi bỏ nhưng mà em cảm thấy rất là day dứt, xong rồi dần như kiểu bị trầm cảm ấy.
Thôi chuyện đã qua rồi không nói nữa. Bây giờ tập trung vào cái chuyện là cứ ăn ở với nhau đi. Không ai bắt mình có thai được. Mình là phụ nữ, mình biết là có để hay không để chứ. Nếu mà mình có biện pháp thì vẫn quan hệ với nhau thì mình phải ngừa thai để tránh trường hợp là phá liên tục rồi ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là day dứt về tâm lý. Còn thì tìm hiểu nát đi. Tất cả những cái ý định mà có thể cái gì cũng thông được với nhau hoặc có những thứ phải gọi là chấp nhận thì lúc đấy chúng ta mới gật đầu tiến tới hôn nhân. Bởi vì ăn ở với nhau với lại cái tiến tới hôn nhân như kia nó chỉ khác nhau cái việc là đi đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp thôi. Còn hiện nay ở với nhau đi có cọ sát đi để có những tính nào xấu nhất thì nó cứ lộ ra hết đi để xem cho mình có chấp nhận được không, đúng không? Dạ. Thế còn mình không phải chạy theo khi mình lòng mình chưa thật sự là yên tâm về cái mối quan hệ này mà mình chỉ vì là anh ấy muốn phải cưới ngay, muốn phải có con mà mình chiều thì rồi mình lại một lần đổ gãy nữa thì không tốt đâu. Đừng để quá ta ba bận nhá, đời ngắn lắm nhá. Dạ. Tại vì em bị không phải em đổ vỡ hôn nhân một lần, thực tế là em đã đổ vỡ hôn nhân hai lần rồi. Lần đầu tiên là em có lấy một người đấy nhưng mà chỉ sau khoảng chưa được 2 tháng là bọn em đã chia tay rồi mà không có con gì hết. Bởi vì hồi đấy anh ấy rất là vũ phu, anh ấy đánh em ấy. Thế xong rồi chưa được 2 tháng bọn em đã chia tay nhau luôn. Thế cho nên lần này lại càng phải cẩn trọng, cố gắng để lần cho này. Cho nên là nhiều lúc em bị khi mà em thích ai đấy xong rồi em cứ hay bị tâm trạng em cứ bất ổn lắm. Em cứ hay bị lo sợ nhiều thứ ấy. Lo sợ nhưng mà không có nghĩa là lại vội vàng vơ lấy. Vì ta mới có 31, 32 tuổi đã hai đời rồi. Thì cái lần thứ ba này hãy cố gắng là lần cuối cùng trong đời. Hãy chọn thật kỹ, cứ bình tâm bình an. Bây giờ cứ đi làm mà ăn kiếm tiền nuôi con, vẫn cứ có nhà có cửa. Bạn trai nào thích đến mà mình cũng có rung động thì cứ tiếp đón có vậy thôi. Còn chúng ta chỉ gật đầu tiến tới hôn nhân khi mọi sự đã được thỏa thuận một cách thỏa đáng nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn rồi chứ? Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và đặc biệt là trong vấn đề hôn nhân nhé. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn.